Hôm trước thì cũng có rất là nhiều anh chị hỏi mình về cái chỗ mua cua này. Mà nói thiệt nha, đó giờ mình ở Nhật chứ lần đầu tiên mình mới thấy có cua giống cái cua Cà Mau á. Tại vì là đi siêu thị hay là đi chợ thì toàn thấy cái loại cua tiết thôi. Ghẹ xanh này kia thì cũng có luôn, nhưng chỉ duy nhất cái loại cua Cà Mau này thì mình chưa thấy bao giờ. Ghẹ này kia thì nó còn bơi bơi ở ngoài, chứ cua này á thì đa số thì nó nằm trong kẹt, trong hang, hốc đá đâu không à. Loại này thì người ta để là 4 sen một ký. 4 con này thì 2 ký mấy, tính ra là khoảng 1,5 triệu á. Trước đây thì mình thấy người ta đăng bài là có cua này ở bên Nhật, mà mình còn không biết, tưởng đâu là người ta gạt không đó, tại vì nghĩ bên Nhật thì làm gì có cái loại cua này. Nhưng mà ai dè là có thiệt nha mọi người, nhưng mà cái loại này thì nó chỉ có duy nhất vào cái tháng mùa hè thôi, tầm đâu là tháng 8, tháng 9, tháng 10 á. Còn những cái tháng lạnh mùa đông á thì nó sẽ chui vô hang để ngủ đông. Đôi lúc hèm quá thì cũng bấm bụng ăn, chứ thật sự nó cũng đau dí dữ lắm nha. Hôm trước ăn không hết nên là mình có để chừa lại một con ở trong ngăn mát, nên bữa nay cũng tranh thủ lật đặt ăn chứ không thôi là nó không có ngon, tại vì để trong tủ lạnh cũng tầm đâu là khoảng 3-4 ngày rồi đó. Cua này là cua thiên nhiên nhưng mà sao mình cảm thấy cái thịt của nó không ngon bằng cái cua Việt Nam ở bên mình nha. Không biết là có ai giống như mình không, chứ khoái ăn cua với ghẹ mà ăn chung với cơm dữ lắm. Bây giờ thì mình sẽ tranh thủ đem đi luộc, xong sau đó quay qua để hâm cái cơm hộp này. Cái loại này hôm trước thì được trường cho, nhưng mà sao mình ăn cảm thấy nó bị hơi hôi mũ á. Hôm nay bữa ăn thì đơn giản chỉ có vậy thôi đó mọi người. Để ăn cái món này mà ăn chung với cơm được ngon thì nhất định phải có một cái chén muối tiêu mà mình làm thiệt là nhiều bột ngọt nha. Từ lúc qua đây cái tự nhiên biết ăn rau ngò luôn. Wow wow. Ăn cái gạch. Cái con cua này là mình để tầm là chắc 4-5 bữa rồi đó, tại vì lột xong mọi người ăn không hết, xong có để tủ lạnh á. Nhưng mà nên cái gạch nó sẽ không có còn được tươi giống nhái được, nhưng mà mình nghĩ cũng còn ngon á. Cua đực mà không có gạch. Còn cái phần trắng trắng trên đây là người ta nói là cái đó đó, cái đó của con cô đực á. Nên là ăn nó béo. Béo quá. Ăn cái cơm công nhận là ngon thiệt sự luôn. Mình là một đứa khoái ăn cơm mà với cua với ghẹ. Có ai thích ăn này không? Ăn nó giòn giòn. Cái gạch tàu hũ nè. Ngon. Nó vẫn còn chắc nha. Không hề hớn luôn.